dám cản ta. Có người đánh ta sao? Nếu... ai dám cản ta? Ai dám cản ta? Có người đánh ta sao? Nếu không, ai dám cản ta? Ai dám cản ta? Yến Nguyệt Thanh Long, Thiên Vô Sống Trảm, Tử Điện Thiên Lôi, Thiên Hạ Tướng Kinh, Cầm Sắc Hợp Âm, Thiên Vô Sống Trảm, Yến Nguyệt Thanh Long, Quyền Hồ Tế Thủy, Tử Điện Thiên Lôi, tiểu anh hùng này nhìn người ta làm gì? Thời tiết hôm nay thật tốt, không thể đâu gặp. Có người đánh ta sao? Nếu không có, ai dám cản ta? Ai dám cản ta? Lần trước không báo cho anh kịp, để ta đánh lén vậy. Ai dám cản ta? Ai dám cản ta? Thiên Vô Sống Trảm, Tử Điện Thiên Lôi, Thiên Hạ Tướng Kinh, Cầm Sắc Hợp Âm, thời tiết hôm nay thật tốt, không thể đâu gặp cướp được. Ai dám cản ta? Ai dám cản ta? Hoành Tảo Thiên Quân, Tử Điện Thiên Lôi, có người đánh ta sao? Nếu không, thời tiết hôm nay thật tốt, không. Quả Tiêu Liên Doanh, ai dám cản ta? Ai dám cản ta? Đơn Thương Độc Mã, Tử Điện Thiên Lôi, Cầm Sắc Hợp Âm, Thiên Hạ Tướng Kinh, Thiên Vô Sống Trảm, Đơn Thương Độc Mã, Tử
đường của Thiên Lôi. Thiên hạ tướng sinh, trần sắc hợp âm, đơn thương gặp mã, quyền hồ tế thế, thiên vô sống cảm, đơn thương gặp mã, tử điện thiên lôi, bảo bối đáng yêu ta đến rồi. Đơn thương độc mã, tử điện thiên lôi, trần sắc hợp âm, thiên hạ tướng kinh, tử điện thiên lôi, thiên hạ cung kinh, trần sắc hợp âm, tử điện thiên lôi, tiết hôm nay thật tốt, không thể nào gặp cướp được. Hoành đảo thiên quân, ai dám cản ta, ai dám cản ta, đơn thương độc mã, tử điện thiên lôi, thiên hạ tướng kinh, trần sắc hợp âm, tử điện thiên lôi, hoành đảo thiên quân, thiên hạ tướng sinh, bảo bối đáng yêu ta đến rồi. Thời tiết hôm nay thật tốt, không thể đâu. Có người đánh ta sao? Nếu không có, đừng có người đánh ta sao? Nếu thời tiết hôm nay thật tốt, không lần trước không báo cho anh kịp, để ta đánh lén vậy. Bà bố đáng yêu, ta tới.
vô song trảm. Yến Nguyệt Thanh Long. Lần trước không báo cho anh kịp, để ta đánh lén vậy. Bà bố đáng yêu, ta tới. Ai dám cản ta? Ai dám cản ta? Bà bố đáng yêu, ta tới rồi. Có người đánh ta sao? Thanh Thiên Bạch Nhật. Có người đánh ta sao? Nếu không có, bảo bối đáng yêu ta đến rồi. Ây da, vị tiểu anh hùng này nhìn người ta là... Bảo bối đáng yêu ta đến rồi. Ây da, vị tiểu anh hùng. Bảo bối đáng yêu ta đến. Chào mừng đến với shop Danh Vọng. Shop Vinh Dự. Chào mừng đến với shop thường.